Quý vị khán giả thân mến, đây là phần chơi dành cho 4 vị khán giả. Và phần chơi này cũng rất dễ. Và phần này như sau: không được dùng tay, chỉ được dùng miệng và cơ thể của mình. Làm sao ăn được quả táo này? Ăn càng nhanh càng tốt. 1 phút 30 giây. Chúng tôi bấm 1 phút 30 giây. Đội nào, quả nào ăn hết nhanh hơn, người nào ăn được nhiều hơn, người đó sẽ giành chiến thắng. Rõ chưa? Vâng. Xin mời đứng vào vị trí 4 quả táo. Vâng. Tuyệt đối không được dùng tay nha. Mời quý vị khán giả hãy đếm cùng tôi nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Không dùng tay, không dùng tay. Và nhớ là ăn táo của mình nhé, đừng ăn táo của người khác nhé. Ấy, tôi thấy chị áo đen từ nãy giờ loay hoay chưa cắn được miếng nào cơ. Quả táo mà rơi cả quả táo xuống đất thế kia. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hết giờ. Đâu quả táo của chị áo vàng đâu, cầm lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh quả táo nào còn ít hơn. Quý vị khán giả hãy chấm điểm cùng tôi nhá. Ai công nhận quả táo này ăn được nhiều nhất? Có 2 cánh tay giơ lên thôi. Quả táo này ăn được nhiều nhất chưa? 3 người. Vâng. Quả táo này thì sao ạ? Đấy, ê, nhiều lắm. Rồi. Quả táo này thì sao ạ? Trừ điểm mà rơi xuống đất nhá. Chứng tỏ chỉ có ăn được từng đây thôi. Quả này sao? Không có ai giơ tay cả. Vâng. Thế thì bây giờ chị áo trắng này sẽ loại đầu tiên. Này chắc chắn thắng 100% rồi đấy. Bây giờ thì tôi hỏi tổ trọng tài. Xin mời Việt Coco chấm cho quả táo nào ít hơn. Việt Coco xin đại diện chấm cho chị quần đen áo nâu ăn hết nhiều hơn. Quần đen áo nâu. Vâng. Chúc mừng chị quần đen áo nâu. Còn ta tạm chia tay nhau tại đây. Và bây giờ xin mời hai phần quà của Mico Hương Xưa và Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt sẽ lên trao quà cho hai vị khán giả. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt đã trao quà cho hai vị khán giả. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.